Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyên Hùng Audio. Hôm nay mình sẽ có một điều thú vị dành cho các bạn, đó là mình sẽ giới thiệu một dòng sanh xui đình đám. Và đây là một dòng loa rất là cổ, nó được sản xuất vào khoảng năm 1968 đến 1972. Đây là đội sanh xui SB3000. Đây không những là một đội loa khủng mà có chất âm rất là chi tiết ấn tượng. Nó rất thích hợp cho chúng ta nghe các loại nhạc xưa, nhạc băng cối hoặc là những loại nhạc trữ tình. Thì đây mình sẽ quay gần để các bạn thấy đôi loa. Nó vẫn là một đôi có thiết kế với lưới mắc cáo. Đây là một dạng thiết kế quen thuộc của các dòng loa cổ Nhật Bản khoảng năm trước năm 1975. Chúng ta đã từng bắt gặp các dòng lưới mắc cáo như Pioneer, Koran và Kenwood. Thì Sansui cũng là một dòng có thiết kế mắc cáo rất là sang trọng. Mắc cáo của Sansui nó nhỏ hơn của Pioneer nhưng mà vẫn là bằng gỗ, rất là đẹp. Về phía trước là logo Sansui. Và trước khi mở lưới ra các bạn xem thì mình sẽ giới thiệu về thông số kỹ thuật của loa. Gồm loa cao 64cm, bề ngang 44cm và hậu là 29cm. Thùng được làm toàn bộ bằng gỗ lạng, rất là sang trọng. Rồi bây giờ mình sẽ mở lưới loa ra để các bạn cùng xem các cấu hình của các loa bên trong. Lưới này thì được vặn bằng ốc nên mình chỉ gắn một con ốc để cho tiện trong lúc quay. Đây là bên trong loa rất là khủng. Với một bát 40cm và một loa trung có đường kính là 15cm và một loa siêu trung, một loa trép còi và hai loa super trép, với thiết kế là 6 loa nhưng 5 đường tiếng 6 loa. Đây là một thiết kế rất là cao cấp. Với những nhiều loa như thế này thì đủ đảm bảo để ra hết tất cả những dãy âm thanh, dãy tầng từ cao đến thấp. Ok, rồi chúng ta sẽ đi quay cận cảnh đôi loa. Đây là một đôi loa rất là đẹp. Lưới mắc cáo của loa vẫn còn rất là sang trọng và không có bị mẻ hay là gãy một mắt nào. Mình sẽ quay phía sau để các bạn cùng xem. Hãng Sansui là hãng rất kỹ trong vấn đề thiết kế loa. Khi loa sản xuất xong, các kỹ thuật âm thanh sẽ test lại. Test ok sẽ có đóng một cái tên là bass. Bass có nghĩa là đã qua test. Rồi đây là cấu hình loa. Phía sau có các nấm chỉnh để chúng ta có thể chỉnh tăng cao thấp của trép và mít răng. Và loa có công suất là 80W mỗi loa, độ nhạy là 8 ohm, độ kháng là 8 ohm, xin lỗi các bạn, và có trép còi 50cm cao 50mm và mít răng. Đây là mít răng là 165mm, subwoofer là 40 38 40. Nếu tính luôn đường ngoài là 40cm. Ở đây các cọc gắn loa. Loa được sản xuất tại Nhật Bản bởi công ty Sansui. Thùng gỗ rất là đẹp. Rồi chiếc bên kia cũng vậy nha các bạn, còn rất là đẹp. Ok. Thì mình sẽ đánh giá cá nhân của mình về chất âm đôi loa này. Đây là một đôi loa mình rất thích để sử dụng để nghe các loại nhạc vàng và các loại nhạc băng cối cũng như nhạc xưa trữ tình đều rất là tốt. Hoặc là các bạn nghe cần những loại nhạc jazz của Mỹ, jazz country đều rất là tốt. Thì mình sẽ bắt đầu test luôn cho các bạn để cùng thưởng thức được chất âm của cặp loa này. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng test nhạc trên đôi thôi. Sansui SB3000. SB
tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời. Những đốm mắt hoa châu bừng lên trong màn tối, như mắt em sáng ngời theo anh đi ngàn lối. Những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hoa châu rơi. Ôi đẹp làm sao mình đã hoàn thành xong bài test loa sân xui SP 3000. Thì hồi nãy mình quên giới thiệu là tép còi của loa là có chiều rộng là khoảng 7 cm và cao khoảng 18 cm. Đây là một tép càng rất là lớn nên chúng ta nghe tép nó rất là chi tiết như các bạn đã nghe qua.
Rồi, đây các bạn hãy sớm liên hệ mình để sở hữu cặp loa, được biết chi tiết về thông tin hình ảnh mình sẽ chụp thêm gửi Zalo cho các bạn cùng biết. Ghé thăm website nguyenhongaudio.com và YouTube Nguyên Hồng Audio. Có nút đăng ký dưới màn hình, các bạn hãy nhớ đăng ký để thường xuyên cập nhật những video mình test mới nhất. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại.